Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị các bạn. Bây giờ Đức Tính cùng gia đình mới vừa xong việc, bây giờ hơn 9:30 rồi. Bây giờ khoảng 9:33 phút. Đức Tính mới vừa về nhà cùng vợ con. Bây giờ cả gia đình đến viếng chú Năm quý vị, cũng điếu chú Năm. Bây giờ còn một đứa con gái thứ hai đang bệnh này, cho nên không đi được. Bây giờ Đức Tính cùng xã nhà ghé Úc đến cũng viếng chú Năm. Ngày nay do Đức Tính bận nhiều việc gia đình quá, cho nên là bây giờ mới xong việc. Cái lễ tang chú Năm nhìn thấy từ xa thì cũng vừa quanh quẻ, chỉ có mấy người thôi, một số vàng hoa rồi chắc có lẽ của Mạnh Thường Quân và một số anh em, còn lại thì rất là vắng vẻ. Đức Tính bận nhiều việc quá cho nên ngày nay không có trực tiếp ở đây được. Bây giờ đó, xin chào mọi người. Chào anh Kim. Ôi Vũ. Ôi qua nào ạ? Trời ơi, cái gầy bao nhiêu tuổi mà tóc bạc rồi nữa. Hả? Dạ. Dạ chưa, bây giờ mới làm được một phần à. Dạ. Thì em vô cúng đi. Anh cứ ngồi đi, để em tự nhiên được rồi. Anh cứ ngồi đi. Dạ dạ. Để em tự nhiên. Nhật lễ thì bây giờ cũng kia rồi cho nó về hết rồi. Anh em cứ trễ. Em đốt ba cây hương, trước tiên mình thắp hương bàn thờ Phật, thì sau đó mới giải thắp hương chú Năm. Thắp hương bàn thờ Phật trước. Trong kia là linh vị và linh cũ của chú Năm quý vị. Cũng có rất nhiều giờ qua cũng biến ở đây. Thì như ngày nay anh em cũng có nhiều anh em chia sẻ với quý vị ha, thì quý vị cũng nắm được rồi. Thì chú Năm là ông Nguyễn Văn Bé Sáu, sinh năm 1952, từ trần vào lúc 5:24 ngày 20/5/2023, nhằm ngày 2/4 Quý Mão là ngày âm lịch, hưởng thọ 71 tuổi. Lễ nhập quan cho lúc 14 giờ ngày 20/5/2023 nhằm ngày 2/4 Quý Mão. Lễ đồng quan và lúc 1 giờ là 13 giờ ngày 21/5/2023 nhằm ngày ngày 3/4 là Quý Mão. Linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Phật Lãnh Đồng Tháp quý vị. Và tôi tính ngày nay bằng chuẩn bị cái chỗ, có nghĩa là bà xã tính ngày cái chỗ bán hiện tại đã không còn bán được nữa, cho nên phải đổi chỗ mới. Nên ngày nay tính làm bận logo làm cái chỗ mới vậy. Rồi Đức Tính cúng cái ngày bây giờ. Bây giờ Đức Tính để cho bà xã cùng cô gái thắp hương cho chú Năm trước, tính sẽ thắp hương sau quý vị. Cũng một cái tin buồn, rất là bất ngờ. Chú Năm ra đi cũng hơi bị đột ngột cái gì. Trước đó chú Năm còn rất khỏe, thì khỏe theo cái sức khỏe của chú thôi nha. Nhưng mà sau đó thì bệnh đột ngột bệnh, thì Đức Tính cùng với Minh Kha đến chuyển chú Năm lớp 10 cấp 10. Thì có đi tìm anh Kim. Anh Kim đã chăm sóc cho chú khoảng 1 tháng, sau đó thì bác sĩ đưa về nhà. Đưa về nhà thì cũng không bay lâu rồi chú lẹm dần nhà ra đi. Cũng là một điều rất là buồn, rất là đáng tiếc. Nhưng mà mỗi người một số phận của chị, cũng không biết làm sao bây giờ. Con gái Úc, con bà xã đang cúng chú Năm. Cũng gọi đến để cúng đốt cây nhang cho chú Năm, thành ra cũng vậy. Bỏ đây, bỏ đó cũng được. Còn cái tiền của Mạnh Thường Quân thì anh phải đưa cho chú Năm, anh phải đưa cho anh Kim. Thì xã có tính cúng cái gì?
để mình tắt máy cái nha, bỏ thơ vào cái phong bì. Chú Năm ơi, thì chú cháu mình không còn được gặp nhau nữa. Hôm qua con có đến gặp chú nhưng mà chú cũng yếu quá. Hôm qua con đi Kiên Giang về cũng rất là muộn, có đến gặp chú. Em uống điếu xong hả? Thì hôm qua con cũng có nói chuyện với chú. Con nghĩ là chú có nghe con nói nhưng mà chú không trả lời được. Con cảm nhận được điều đó. Con cũng nguyện cầu của chú được ra tiêu diêu nơi mình cực lạc. Bây giờ con xin phép thắp cho chú một nén nhang chú Năm. Một cái tin buồn đối với gia đình của anh thì chúng ta thì không ai mong muốn, nhưng mà cái số của chú có lẽ cũng đến đó rồi. Cũng anh cũng vất vả một thời gian qua, cũng khoảng một tháng rồi anh. Tôi chăn điện có lẽ là rất mệt. Vì động anh vừa chú biết chú nói xong thì anh cũng có bạn em cũng có một cái món quà, có nghĩa là một cái số tiền để chú biết cho chú Năm, nhưng mà do tiền phải của em cho nên không bỏ cho nó được, cho nên gửi cho anh để chú biết cho chú Năm chia buồn của anh. Cái người bạn của em thì cũng rất thương chú Năm, thương nhiều lắm, cũng theo dõi chú Năm từ xưa giờ. Cái hữu ích làm nhiều, mong anh nhận và cái để lo cho hậu sự chú em ha. Dạ dạ. Cảm ơn bạn. Dạ dạ. Thì hôm nay là chú hồi trước anh nói là 12 giờ chú đi ha. 13 giờ đi ha. Chị buồn của em cũng như là thay mặt bạn của em không nói ra những điều như thế này. Em cũng xin phép về, tại ngày nay em bận quá nhiều việc đi. Ngày nay lo nhiều cái công việc gia đình quá, cũng có đến chú Năm nhưng mà không có trực tiếp ở đây ngoài được. Thì mấy anh em như mình xa, mấy anh em khác cũng vậy luôn chứ. Em cũng mọi người vậy, em không có đúng thời gian giờ nào, em mới về tới nhà luôn đó, lại đây liền. Dạ, dạ chị vô cùng anh, khác về khác. Ngày mai em sắp xếp thời gian lại sao? Dạ, dạ.